Nhìn Zed tại tội Ryu. Ai kêu ngày đấy Riot cho ra, OGN cho ra cái luật lệ nó trớ trêu, luật lệ gì, luật lệ không đánh gì đánh chọn ẩn ở ván 5, thế thì ngày đấy Z nó có tức lỗi nữa. Chọn ẩn ván 5 để auto pick Z thôi, có gì đâu. Ngày mai nói chung là mình vẫn không có khoảng thời gian rất là dài trên trên Sài Gòn. Mình ở lại gặp bạn bè nữa. Cơmiu đang bị tấn công, nhưng đó là dây chuyền trục tội, hồi lại được khá khá máu, quay lại đá luôn. Bị quanh đến với cú kéo tung ra, kéo trúng xin ra rồi. Xin ra chiều chiều cuối kỳ bị đá chết bởi Cơmiu. Cơmiu comeback cực mạnh. Nhưng Vladimir đến cú vẩy e sát thương rất nhiều. Sát thương chắc chắn là không đủ rồi. Nico đến luôn. Rất nhiều giáp đến từ Ivern với thần vọng đã hoàn thành. Một tiếng gắn nội tại nhưng chưa có trừng phạt của Umti. Một cú quy trượt. Bên kia thì Cơmiu đang có ý định rút lui rồi. Cú kéo trượt đến từ Blitzcrank. Vladimir của Wiser vẫn đang cố gắng cầu quay ở đây và sát thương quá nhiều đến từ Nico. Dứt điểm đối phương đến từ Cơmiu mạng thứ 6. Bi đi đổi bóng sang bên phía bên này với nửa cây máu, bị mất đi hơn nửa cây máu rồi. Giáp tạo nên rất nhiều, âm tìm quyết định đứng lại ở trong bụi cỏ kia. Pha e qua bị outplay bởi đầu hồ cát, cú nghịch sao trượt của Zoe. Điều đó khiến cho Vladimir bị đá chết, thậm chí là Zoe cũng đang gặp nguy hiểm. Một cú vào bóng ngủ trượt. Cơmiu có định e qua không đấy, e qua rồi sát thương la đủ. Double kill dành cho Cơmiu. Pha comeback cực mạnh bên phía này thì sao? Lucian nằm xuống với sát thương cuối cùng thuộc về cho BD. Z của BD đang là 62 và đi theo âm ti thì nó búp giáp cho thông tới bến luôn. Một pha đu vào bị đẩy ngược ra. Có lẽ âm ti sẽ nằm tại đây chăng? Âm ti yếu máu, âm ti bị trói lại. Một tình huống sử dụng phi tiêu sắc lẹp, sát thương chưa đủ đến từ Z của BD. Đánh tay đổi bóng, sát thương đủ đến từ Life, lại tiếp tục truy đuổi. R đã có tàng hình lên, bật R chăng? Không. Bật R hơi trễ. Và đó là double kill cho Life. 6-1 game này hơi bị một chiều rồi. Fnatic mất cap một cái là 0-4 rồi bạn. Fnatic hiện tại đang chưa có bất kỳ một trận thắng nào cả ở tại đấu trường của EU. Trong khi đó Zichu thì ngược lại, Zichu thắng 4-0, thắng 4 trận liên tiếp rồi. Vladimir đến với cú vẩy e sát thương đủ. Bi thì sẽ nằm. Không xử lý hơn được pha vừa rồi. Một cú kéo sát thương cũng là không nhiều đến từ Blitzcrank. Double mạng cho team số 1. ESPN xếp hạng, SKT hạng 8, IG hạng 3, vãi thiệt. Anh Tùng Mai về quê Tết vui vẻ, ok cảm ơn bạn. Năm nay Hàn có vô địch được không thì mình không biết. Nói chung đang rất là mạnh. Ngày mai hả? Ngày mai mình về quê bạn ơi. Đô là đường giữa của Battle Comic từ trước đến giờ bạn. Đánh cho Battle Comic suốt rồi. Hiện tại thì nó đánh cho Sandbox rồi. Giờ trước đây Midland kể cả Showmaker hay là Đô không đánh nổi ở Midland Hàn. Trong khoảng thời gian vừa qua thì tiến bộ rất là nhanh. Bị Ivern solo kill tới chết, đánh tay tới chết, đó là cái gì đó? Hơi nhục dành cho Vladimir ở đây nhưng mà phải chịu thôi. Còn Ivern nó khỏe quá rồi. Một cú chói, một cú quy. Sát thương chưa đủ đến từ Live và lúc này thì đang bị quay bởi 4 thành viên đối phương. Tung chiêu cuối, tốc biến nổ, chiêu cuối sát thương đủ đến từ Live. Tốc biến đấm lên, sát thương không đủ đến từ... Đã đủ luôn đến từ Blitzcrank để có đôi mạng. Nhưng sau đó thì họ cũng mới phải trả lại hai mạng mà thôi. Giờ anh không làm VTV mà làm stream à? Ừ đúng rồi. SKT có ai trẻ tuổi tay to không? Vào đây. Nhưng hiểu sao mẹ team địch 4-5 thằng có Galio, có Victor, có Tele con mẹ nó vào đấy. Chết con mẹ luôn. Vừa đáp xuống. Đánh dưới sức vãi đái luôn. Rồi lại bị đánh tay tới chết. Hơi nhục cho Vladimir cái chết hơi đau đớn. Wiser. Đánh tay Eri dứt điểm. Bị Eri cắn chết. Một cú kéo trượt. Billy vẫn đang đứng đây cắm mắt vào. Thực tập sinh của Riffin là khủng nhất. Hiện tại trong dàn thực tập sinh thì mình đánh giá thực tập sinh của Riffin là khủng nhất. Hiện tại thực tập sinh của Riffin đang có rất nhiều người top thách đấu Hàn. Anh lại dự đoán sai, ừ lại dự đoán sai. Trong một ngày xấu trời khi mà Sandbox vừa đánh hay mà Damwon vừa đánh dở dưới sức của họ nữa. Thì cái kết hơi đáng lòng, lại là dự đoán sai.
Haru vác Ivern vào không? Mình nghĩ là Haru sẽ đánh Ragaz hoặc Lee Sin. Lee Sin, Ragaz là hai con tướng mình nghĩ là Haru sẽ xử lý tự tin nhất. Nhưng mà không thiếu tay này được, bạn đánh Liên Minh, bạn đánh Liên Minh chuyên nghiệp nó không thiếu tay này được các bạn. Domi vẫn đang có địa băng vào, Nico nổ chưa cuối trúng vào người của Lucian thì phải, Lucian đã nằm tại chỗ rồi. Sau khi đó thì BD đến với cú đánh tay được ngắt đi liên tục. Game này nó hơi một chiều rồi các bạn. Game này thì BD đang quá khỏe, Live cũng khỏe, Domi cũng đã comeback. Đặc biệt là con Ivern của MT đã tỏ ra rất khó chịu. Sandbox và Damwon ván 3 thì Hoi mở hơi lỗi. Họ đánh con Rakan xử lý kỹ năng lỗi và teamfight thua hơi nhiều. Họ vẫn có một cái thế trận khá là cân bằng cho đến pha teamfight cuối cùng thua thì thua luôn game. Chung kết thế giới, à ngoài, từ vòng loại chung kết thế giới chứ. Thực tập sinh là thi đấu là kiểu như là sống ở trong gaming house, tập luyện cùng team. Nhưng mà chưa đủ tuổi thi đấu, chưa đủ tuổi để đánh già, chưa đủ 17 tuổi. Mai đi gói bánh tráng, đi gói bánh trường tổ chức Tết đoàn viên anh ạ, xong trao giả. Trường mà tổ chức cho gói bánh mình đéo tham gia, để biết gói. Ngồi nghịch pha phá bị chửi cho. BDD vừa chết lẻ, BDD vừa chết lẻ xong thì team đang bị ép Baron ở đây. Một tình huống đặt nhẹ combo đến từ Lai lấy nửa cây máu của Vladimir. Gọi Daisy xuống đến từ MT, gọi đệ xuống, cho là chết thuê. Bên này thanh trừ khá nhiều đam. Và dịch chuyển đã được dùng đến từ Kermiu đáp xuống giữa lòng địch. Và Kermiu có lẽ sẽ chết tại đây, đúng là như vậy. Dịch chuyển chúng tôi không đủ để cứu Kermiu tình huống vừa rồi. Một pha chết lẻ đến từ rất nhiều thành viên TBD lúc này. Âm ti đang bị gãi, âm ti đang phải bỏ chạy. Tốc biến đây, bóng chuẩn xác, cú kéo trượt đến từ Blitzcrank. Nối nghịch sao sát thương rất nhiều, BD, tâm âm ti tốc biến bỏ chạy được. BD đang đi ra với dấu ấn tư thần sắp hồi. Và đây sẽ là tình huống kéo chúng là có mạng mà thôi. Vladimir vẩy e bị đấm lên, BD đã đến. Một tình huống phi tiêu trượt, đánh tay không trượt được, Live dứt điểm đối phương. Vladimir cũng chết sau khi hết lại hồ máu. Lính đường giữa là lính siêu cấp. Rồi trước mặt con Z thế này thì ăn dấu ấn tử thần chắc luôn. Brit quanh vòng ra với cú đấm móc. Đấm móc hất tung kéo về. Không cần dấu ấn tử thần cho tình huống là đánh tay và e mà thôi, đủ đà. Shinra vẫn đang đứng dinh ở kia với ý định là cướp Baron. Họ sẽ lùi lại để ăn Baron, nhưng team này là team mà không có xạ thủ. Albaron sẽ mất hơi nhiều thời gian và máu. Xin ra có tầm nhìn hay không đây? Xin ra có tầm nhìn, hoa soi sáng đánh xuống. 8k máu. Mắt được cắm lên, xin ra chỉ lại 1/3 cây máu. Z có tìm kiếm xin ra không đây? Z tìm thấy là xin ra chết chắc. Chiêu cuối không có, chỉ còn lại flash mà thôi. Flash xuống. Mất rất nhiều mạng của Cobaron dành cho 5 thành viên đối phương. Lúc này thì game này càng no hope rồi, 14k, 13k rồi. Chắc là mình đi xe đò. Mình đi xe đò nó quen rồi, mình chưa đi tàu bao giờ. Thể từ bé lớn chưa đi tàu. Cảm giác đi xe vẫn thoải mái hơn. Mình quen đi xe khách rồi, mình thích đi xe khách rồi. Có thể hơi mất thời gian một tí, nhưng mà thời gian lúc này nó cũng rảnh. Ngày Tết mà có thể... Ngày Tết để thời gian làm cái gì đâu bạn. Rồi đại thử thách thì kích hoạt chết chắc luôn. Uầy, một pha phản ganh cực gắt đến từ Ragaz với lăn bụng tốc biến. Aatrox không hồi R nhưng đó là phản ganh tốt. Khazix có mặt tại đây, nhảy ra gặt là chết. Gặt. Nhảy ra gặt có phải là Aatrox nó chết mà không kịp R rồi không? Cái gì đấy ông ơi? Làm gì mà tiếc cái E thế, sợ Ragaz nó giết hay là như thế nào? Ui, ao mẹ hai level đi rừng kiểu này thì có thể gãy rồi. Gã kèo thầy ba làm gì? Đi thấy ăn uống thế nào à? Nói chung mình ăn ít lắm ạ. Nhà xe người ta sẽ có đồ ăn cho mình nhưng mình ăn ít lắm. Bổ túc kiến này là thức khuya cũng đáng. Rồi, một pha thanh trừng tung ra không được nhiều sát thương lắm. Dịch chuyển được dùng đến từ cả hai đường trên. Bật chiêu cuối chém gió tại chỗ đến từ Clit. Kiệt sức được dùng. Cắt và sắt bỏ chạy bấm đồng hồ. Đứng trước mặt của Ergot khinh thị thành công. Hồi máu đến Soraka không đủ, Renetton đã chết. Alistar đến với cái tình huống đập flash lên Q, Soraka yếu máu, Soraka sẽ nằm. Cú chiêu cuối đến từ vị trí của Tara đã hụt, Lucian vớt lên bắn. Bắn rất tốt, bắn hạ được đối phương. Một tiếng dụng chiêu cuối đến Zoe. Đây là con không có khả năng không có khả năng bỏ chạy khi mà bị truy đuổi như vậy. Và đó là một tình huống lấy 3 mạng. Soraka bằng
một cách nào đó vẫn sống. Nhưng con Baron này có lẽ là khó sống rồi. Một con Baron mà Clit vẫn còn trừng phạt. Lee Sin cũng đang ở đây với cấp độ 14 bằng với Clit. Vẫn có tầm nhìn dành cho Lee Sin nếu như sóng âm chúng có thể băng xuống để chấp trừng phạt cùng với Clit được. Một tình huống cắm mắt xuống vẫn rất mạo hiểm cho pha Baron này, vẫn là 5-10 mà thôi. Lee Sin còn flash sóng âm xuống. Giữ máu để làm gì đây? Chắc chắn vẫn ở tình huống 5-50. Một pha combo hay của Alista. Tốc biến xuống cướp Baron, hộ thể lên dứt điểm Alista sau đi về, sóng âm xuống không này. Hộ nộ nó cứ sắp hồi cận hết à. Hơi chơi dại rồi. Quẩy vẫn hộ thể vào được, thoát đi được lại sóng âm ngược lại. Bảo rồi mấy cái pha này là mấy pha đánh rất là mạo hiểm. Ở FCK giờ đánh chảo ra đánh như thế, VCS thì có thể chúng con trai ổng Gato trong luôn. Ngày xưa mình có thằng bạn, bố nó làm giáo viên, bố nó chơi game, nó cũng được chơi game. Ngày xưa ghen tị vã. Team xanh đọc là gì à? Team xanh đọc là Blue Team. Blue Team. Này là Purple Team, nó là team tím. YouTube nó trả lương khi livestream không anh không em? Mình nghỉ VTV để làm công việc streamer được ạ. Em nhớ nhà kinh khủng. Nhưng Tết không về được. Thôi nỗ lực đi bạn vì tương lai mà bạn. Nỗ lực hy sinh 1-2 năm thôi. Sau đó thì... Soraka bị áp chế rồi. God của Antara có tình huống hoảng sợ được hai người. Lucian tốc biến lên bắn luôn. Nhưng bắn thế này thì có vẻ là hơi mạo hiểm rồi. Bắn thế này thì gãy rồi. Đánh con Lucian tốc biến lên giữa team địch. Bắn thế này thì gãy lắm rồi. Bên kia Carthus có được mạng. Carthus đang bị tấn công. Carthus một lần mình mà thôi. Và đó là điểm dứt đà, shutdown dành cho Zoe. Quét sạch